Các loại bao bì trên thị trường hiện nay để đóng gói thạch, bánh kẹo chủ yếu là bao bì ni lông, phải đảm bảo chất lượng an toàn nhưng chúng lại khó tái chế. Việc đó dẫn đến chi phí đóng gói cho doanh nghiệp khá cao. Các doanh nghiệp thạch rau câu hiện nay đã dần thay thế túi ni lông chuyển sang dòng túi lưới để đóng thạch. Ưu điểm của dòng túi này là nhỏ gọn, tiện lợi, dễ sử dụng, chi phí thấp và có thể tái sử dụng lại được nhiều lần. Đặc biệt, sản phẩm đã được kiểm định an toàn cho sức khỏe người dùng. Túi có thiết kế hàn nhiệt chắc chắn một đầu còn lại có thể kết hợp với bộ móc khóa để cố định chặt miệng túi. Túi lưới được sản xuất từ dòng nhựa chất lượng cao, cho ra các sợi lưới mỏng, mềm mại, dẻo dai, chịu được sức căng và không bị bục rách trong quá trình đóng gói và vận chuyển đến tay người tiêu dùng. Túi lưới có nhiều màu sắc đa dạng và kích thước khác nhau, có thể đóng thạch theo trọng lượng mong muốn. Cùng với đó, túi có phần móc khóa chốt cố định miệng túi cực chắc chắn, không bị tuột và làm quay sách tiện lợi. Công ty đang có sẵn các màu sắc phổ thông như xanh, vàng, đỏ, trắng cùng 3 kích thước 25cm, 35cm và 40cm.